Vâng, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Thắng Vlog. Hôm nay em cũng đưa hình ảnh cam lên với như là cô chú anh chị các bạn ta cũng thấy. Sau đây cô chú anh chị các bạn ta đừng nên bỏ lỡ video nhiều điều bí ẩn bên trong rất là sâu sắc đến với hoàn cảnh của bà Loan. Sau đây mời tất cả cô chú anh chị và các bạn ta cùng nghe một vị khán giả chia sẻ thông tin ạ. Alo, Hello. alo, cháu chào cô ạ. Gọi cho cháu rồi nhưng mà cô thấy rất là bức xúc cho cái thằng Đạt. Trước thì cô cũng xem cái kênh của nó là cô rất là ưng ý, thế nhưng mà rất là khen ngợi mà xem riết coi như từ cái tháng 10 đấy, nhưng mà từ hôm bà Loan đến giờ là cô xem là cô rất bức xúc. Mà cô thấy lúc nào của cháu cũng lên kênh, nhưng ngày nào cô cũng mở những cái kênh của bà Loan xem nó diễn biến đến đâu rồi đấy. Vâng. Thế đâu, nhưng mà cô nó rất là bức xúc mà sao những người nhiều người người ta như thế mà vừa rồi cô lại xem lại cái kênh của nó là nó vẫn nói là bà Loan không xứng đáng với lại thế nọ thế kia, thì là cô cứ nghĩ là sao mà cái thằng này nó lại quay 180 độ mà nhiều người bức xúc. Thế nhưng mà bây giờ như của bà Loan ấy thì là như cô thì cô xem cô bảo không biết là tình hình là của các cháu cứ đưa lên liên tục như vậy, cứ xem ngày nào cô cũng xem nhưng mà không biết là tình hình đã được đến đâu rồi mà không thấy biến chuyển nhiều, cho nên là cô cũng sốt ruột. Nay cô muốn gọi coi như là cái luẩn quẩn từ đấy đến giờ, cho nên là cô thấy bức xúc. Tết cũng thấy bà cứ luẩn quẩn ở cái đống gạch với lại cái nhà đấy. Thế cho nên là cô cứ nghĩ là thôi các cháu xem thế nào mà cố gắng để tìm để giúp cho bà ấy để được cái mảnh đất đấy. Nếu mà như người ta ra mà nói đấy, nếu mà được mà cái đất mà bà ấy cho nó chẳng hạn như cái đất đang ở đấy mà bà bảo bà lấy ở lấy lại thì nó không sao, nhưng mà đây bà ấy cho đất làm rồi, còn đất bên cạnh là bà ấy cũng cho con cháu rồi, nhưng mà nếu mà nó khôn như người ta ra thì là nó thế này nó cứ coi như là trông nom bà ấy, cho bà ấy ăn uống, kể cả nó có bán rồi đi chăng nữa bà ấy chưa biết, nhưng mà cư xử hết ý cho bà ấy đi. Thì rồi đến khi bà ấy già rồi, bà ấy yếu đi rồi là bà ấy không có cái gì, vì đã quý bà ấy mà trông nom coi bà ấy rồi thì chắc cái đất mảnh đất đấy có 3 tỷ chứ đến 10 tỷ chắc cũng về tay mẹ con với vợ chồng nhà nó thôi, chứ chẳng ai được nhận vào đấy. Nhưng mà nó khôn nó lại không khéo. Nó lại coi như là được đất ở rồi, xong lại được coi như là đất để bán, lại bán cho ai không bán, lại đưa cho mẹ, sang tên cho mẹ để bán, thì nó quá ngược. Nó quá ngược với xã hội, cho nên là cô thì xem thì cô lại rất là bức xúc. Đấy, nhưng mà cái thằng Đạt thì trước là cô rất là coi như là tin sùng nó, nhưng mà từ ngày đến bà Loan là cô xem từ lúc mà nó đến nó thắp hương cho bà, rồi nó đặt tiền cho bà 9 triệu rồi. Nó đặt tiền lên, nó xem cô xem hết, cũng nào cô cũng đi sâu vào vấn đề của bà ấy. Và cái trước kia thì đi sâu vào nhà nó, nhưng mà từ hồi bà Loan là bà cái thằng này nó công nhận là tốt, nhưng mà đến hôm nó đến nó hỏi cái đất để giả cho cái nhà kia là bao nhiêu tiền đấy, bảo là 3 tỷ nó không bán là phải hơn, nên là nó không bán, nên là tự nhiên là nó quay lộn 180 độ. Là cô thấy xem từ đấy xem nó ra sao, nhưng là nó lại một lần cô cũng nghe thấy nó nói ở trên kênh là bà Loan là coi như là không có con gái, cứ tưởng làm sao chứ em xin lỗi chị. Thế là cô là rất là bức xúc cái chỗ lúc nó xem, cô xem hết kênh, kênh nào cô cũng xem, coi như là đưa các cháu đưa đến cái nào cô cũng xem hết. Vâng, thưa cô chú anh chị và các bạn, thấy ngôi nhà của chị Lịch thì không mở cửa mà không dám đi đâu, mà không dám nhìn mặt ai, mà ngôi nhà túp lều tranh nhỏ của bà Loan thì vẫn còn đó, và đống gạch vẫn còn nguyên, bằng ơn cửa hiệu vẫn còn đó. Thì hôm nay là mùng 8 tháng giêng thì ngày giỗ ông, thì sau đây mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng em vào bên trong ạ. Hôm nay mùng 8 tháng giêng cúng giỗ ông nha mọi người nha. Bà là cúng giỗ ông này. Cú Bi ơi. Đây. Dân bông ngồi lại đây để ông. Nó không cúng giỗ, nó vẫn đóng cửa kín cổng cao tường nha. À, bế, bế, bế. Cô Quy bế tí. Bông ngồi xuống chắp tay vào. Kêu
cho em rất nhiều. Anh cũng đi về, anh đi về đó hàng ngày, anh cứ trực tiếp vào cái mảnh đất này. Mảnh đất này là vợ chồng mình trồng từ năm 75, cho nên là anh cứ đi về, anh ngự ở đây. Nếu có những trường hợp nào đó xâm phạm vào mảnh đất này thì anh không để cho nó đứng vào cái mảnh đất này anh nhé, để lấy lại cho em ở đây. Cứ cân bằng cái em để em còn sống. Bây giờ em không có một chỗ nào để nương tựa, em chỉ nhờ về con cháu, về anh em dân làng, cộng đồng. Mình chung nếp cả. Bây giờ em vẫn ngựa, anh cứ về đây ngựa em, đất của em với anh tổng của năm 75 đây. Nếu có trường hợp nào ngoài nó vào bước chân vào cái mảnh đất thì anh không chọn nó vào, anh chịu cho nó đến cùng. Anh sống thì cũng anh trẻ thiện thiêng, anh chịu cho nó đến cùng thì em để giành được lại cái mảnh đất này của vợ chồng mà cậu từ năm 75 rất khổ sở anh ạ. Thì anh mà hãy xin lập sức khỏe, con xin các tổ tiên để mời bố mẹ nuôi của Nguyễn Thị Oanh và bố mẹ nuôi của Vũ Văn Thắng ba hồn bảy vía, cha là Đỗ Văn Đạt ba hồn bảy vía, mẹ là Nguyễn Thị Tiểu ba hồn bảy vía, mẹ là Nguyễn Thị Na ở bên Khương Thịnh. Thôi thì hôm nay là ngày dạy của con nuôi của cha là Vũ Văn Thắng và mẹ là Nguyễn Vũ Văn Thắng, thì hôm nay con thành tân trên đăng thì có hoa quả rượu nồng, dưới mâm ở dưới ban thì có mâm cơm, thì để con mời tất cả các cha các mẹ ba bên bốn bề, thôi bố mẹ nuôi cũng như bố mẹ đẻ, thì tất cả tập trung cho con xin lập sức khỏe để con giành giật lại cái mảnh đất của con thậu từ năm 75 của chồng con thậu từ năm 75. Bây giờ chồng con khác đi rồi, cha đi tổ tiên, thì vợ con còn mình con thì bây giờ con dâng con gái nó đã lừa là con nó bán hết rồi. Con bây giờ con không còn được gì cả, giờ này con vẫn ngự ở đây, con vẫn ăn ở cái miếng đất con thậu từ ngày xưa đây. Thì cho nên là con biến báo cho tất cả các bố các cha các mẹ ba bên bốn bề tập trung vào cho con xin lập sức khỏe để con mạnh khỏe, để con giành được lại, để con lấy làm được cái mảnh đất này để con ăn con ở. Bây giờ con không có một chỗ nào ăn ở, tạm quyền là nhờ làm dân ở lại, nhờ xã hội. Cho nên là bây giờ con đầu tụ của bố thì thấy con đã bà bị bỏi và đẹp